Nó cạn sao? Nó cạn sao? À, rồi nó lại vậy đó hả? Bây giờ con trả xuống nó dưới đây. Mình nên thấy gõ gà lông lên. Vậy đó hả? Rồi xong cái nó dục vào. Không phải, nó đem vô để trong nhà bà. Bà để cho bà. Ai với bốn với con ăn gì qua hai ba con kiếp? Ai? Ai anh ấy? Ai chiếm? Ai chiếm á? Sư phụ chiếm hả? Mà chiếm chuyện gì? Chuyện gì? Là sao? Ai làm sai đó? Ai làm sai? Bé. Ông bé hả? Ngọc Đế. Ông Đế là ai? Ngọc Đế làm sai. Ngọc Đế hả? À. Đấy, cái bà nói trong đâu đấy? Làm sai. Làm sao còn có con mèo, con cú đẻ. Vậy hả? Là sao xử trảm ai? Ở đâu chùa nào? Dạ hả? Rồi anh ở đâu? Anh ở đâu tới đây? Anh ơi. Hả? Không. À, anh nói tới đâu tới đây? Hả? Tôi rồi đấy, chiếm rồi. Là ai? Ai chiếm? Ai chiếm chùa? Chiếm mắt con sư phụ đi nhỏ. Hả? Sư phụ đây lại mấy ngàn kiếp á. Rồi, có thằng kia đâu rồi? Thằng kia, thằng nãy chạy thùng có bảo đâu? Hả? Nãy có thấy nó ra chưa? Kêu ông bảo xuống coi, kêu ông bảo coi. Hỏi nó có ra không hả? Nó núp vòng vòng đây. Nó chạy đây hả? Chạy chỗ Quan Âm đó hả? lấy chìa khóa, lấy tiền ra hết đi. Đi vô lấy, giờ lấy liền. Mà bây giờ hồi nãy nó thằng mà chạy thùng tao bảo thấy ra chưa? Cái thằng chạy thùng tao bảo là cái thằng ôm nhôm nhất hồi nãy nó ra chưa? Nã thấy gì rồi, đi đường của con luôn. Rồi cái ông này mới làm sao không? Còn cho nó có chạy trong miếu bà không? Có lại trong đây không? Bảo có cài trong đây không? Cài ngay chỗ Quán Âm thôi đúng không? Bây giờ ngày mai nói sư phụ lấy mấy cái ấy đi để mới em mới kêu hồi trưa đó. Đâu con dao rồi, dao ở đâu nó có? Có không có được bao nhiêu tiền nữa đó. Cái... hơn được có 100 mấy 140 à. Không nè, cái này là cái đồ mới nè ha, không phải đồ cũ ha. Đâu con dao đâu An? Nãy nó dục dao đâu? Nó dục hay là mình dục? Đâu con dao đâu? Trời ơi, vô chùa mà nó có mấy này nó cũng tha nữa. Hai thằng đó nó giả bộ đó, nó khi phát hiện ra bắt đầu là nó giả khùng. Hả? À, nó phát hiện, mình bị phát hiện đó, thử không phát hiện coi. Thùng tâm bảo không còn cắt nữa. Chị hỏi Minh, sư phụ ngủ hả con? Minh nó trả lời trước, dạ. Cái Sơn nó sao hả con?
Long cho thời Sơn đi công chuyện rồi mẹ. Thằng Long khô, nó khôn quá sức khôn không? Trời đất ơi. Rồi nó nghe sư phụ Minh trả lời sư phụ ngủ hả, là nó thuận lại liền đó. Lấy dao của nó nãy cậy ra. Thấy người lạ vô mà nó có hành động lạ rồi tôi phải la lên liền, chạy vô không có chạy vô báo liền. Nè nó chạy qua bển, nó kêu, nó kêu á. Nó chạy từ đây xuống dưới. Trời, dao của nó là dao này của ai? Rồi cái cây này là gì? Cây này để nó chặt đó. À chị. Chặt nó khiêu tiền lên. Khiêu tiền á, còn không là nó gắn keo. Nó chích vô. À nó chích vô tiền. Trời đất ơi. Hiểu không? Nó gắn keo vô. Rồi nó chích, nó kéo ra. Nó dán lên. Đem đem bỏ vô trong đi. Em dọn đi con bảo. Cái chỗ cái dao phải cái dao của mình không? Đúng rồi. Thấy lên. Nó cạy sao, nó cạy sao? Cạy. Con cũng thấy rõ nó mới làm. Rồi nó lại vậy đó hả? Bây giờ con chạy xuống nó mới dính ở đây. Mình thấy rõ gà lông luôn. Vậy đó hả? Rồi xong cái nó giục con dao. Không phải, nó đem vô để trong nhà bà. Nhà bà để cho nhà bà. Thấy mấy cái chung nước trà nó đi đổ, cái giá bộ phờ phờ nó dọn. Vậy đó hả? Tôi thấy chú xuống nó đốt nghe. Nó bắn vào cái máy gì nữa. Cái máy nghe kinh á. Bắn hoài luôn. Nó máy nghe kinh á hả? Máy nghe kinh nhà giọng cái gì? Nó là nãy tính anh chạy. Cái gì giọng á? Dạ. Là chú vừa đốt ngay trong nhà dông là gặp á. Vô như cái chỗ nó đang thấy ứng mà như nó ra đây thì chứ để tôi nói cho chú nghe. Cái người chùa ai có gì thì làm như được cái chân á, như cái chỗ gì chú mình cái thấy thì chú thấy cái thái độ của chú là không được cái đó. Chú đi ra ngoài đi. Nó ra không, nó có cự gì không? Đâu có bữa đâu, nó bây giờ chú phải ra ngoài như cái chỗ đây tôi đốt nhang đây mà như chỗ chú. Đúng rồi. Như chỗ là như tôi báo công an bắt cái chú bây giờ đó. Đúng rồi. Rồi nó có trả lời gì không? Cho nên đi ra hơi một á. Dạ hả? Thấy cái tướng là hai thằng. Một thằng nó đánh lừa qua đây, một thằng đi xuống dưới. Hai thằng là nó dàn kịch bản rồi mình bấy xong nó nói chuyện cái hành động nó dũng dạ giả bộ nó dễ tưởng khùng vậy đó. Đó. Nhưng mà tướng nó mập như con voi vậy mà khùng vậy. Không, mấy cái thằng này là không có tin tưởng nó được. Chỗ đây như cái đó. Mai kêu sư phụ đưa cái chìa khóa đi để mất công là nó vô nó lấy nữa. Nó vô nó thấy bây giờ có 100 mấy à chú. Có một cái thùng tâm bảo có 100 mấy không à. Mà 100 mấy mà 20 gì vậy đó, nó vô nó có mà. Rồi tụi con quét đi. Trời ơi. Nhiều chuyện, quét hốt đi. Nó cại muốn tét cậu phá luôn à. À muốn bánh cậu phá luôn rồi nè. Rồi đây nè. Cái cậu phá này chú thấy không? Nó cại rất banh cậu phá luôn rồi nè. Dẫn cái này lên luôn rồi nè. Có 140 à. Đó, đây 10 ngàn, đây 20 chứ có tỷ số nào nó bỏ vô nữa. Rồi trúng sao nó lấy không biết nữa.